bởi công ty điện lực V247 Power, công ty điện đầu tiên của người Việt Nam với hóa đơn tiếng Việt. Nếu quý vị muốn tiết kiệm tiền điện, xin hãy gọi đến công ty điện lực V247 Power 1855-990-9000, 1855 990, -9000, 1855 -990 -9000, hoặc v247power.com. Công ty Dược Thảo Cảnh Thiên duy nhất tại miền Nam Cali, điện thoại -775 -1069 hay 855 -775 -1069 gửi tiền 247.com của công ty chuyển tiền Hồng Lan gửi tiền online nhanh chóng tiện lợi an toàn điện thoại 18888808345 Xbox ngôi chợ Á Châu tốt nhất tại Hoa Kỳ kể từ năm 1982 Trung tâm học liệu châu Á United Healthcare tòa lạc tại Sài Gòn Houston Plaza cung cấp dịch vụ tư vấn miễn phí về Medicare. Hãy gọi đường dây tiếng Việt 1 868 9009. Xin kính chào quý vị đang theo dõi chương trình Việt TV Radio và đây là chào Bình Minh của sáng ngày thứ hai thưa quý vị ngày 16 tháng 8 năm 2021 với anh Phạm Cơ và Quang Trương. Một lần nữa chúng tôi xin kính chào quý vị khắp nơi đang theo dõi chương trình chào Bình Minh. Cho anh Phạm Cơ Happy Monday. Chào anh Quang Trương và xin chào quý vị khán thính giả của Việt TV Network Radio. À, chào buổi sáng thứ hai. <laughs> dạ vâng. Hôm nay chắc chắn là chương trình chào bình minh sẽ bớt sôi nổi, sẽ được hòa bình <laughs> trong vài ngày tới. Tại biển vũ kiểm uh, <laughs> <Under cười> à, và... yeah. uh, thưa quý vị trong những ngày vừa qua thì tình hình ở tại Con là cái thông tin và cả báo chí của Hoa Kỳ và thế giới đề cập đến nhiều nhất. Thành ra một lát nữa đây thì chúng tôi sẽ nói về cái sự việc này nhưng mà như thực lệ thì trước khi bước vô tin chi tiết chúng tôi sẽ tóm lược những tin có được trong ngày hôm nay. À, bản tin đầu tiên liên quan đến tình hình tại Afghanistan thì thưa quý vị Afghanistan đã rơi vào tay của Taliban. Trong khi đó thì Tổng thống Ghani của Afghanistan đã rời khỏi quốc gia này. Trong khi đó thì Hoa Kỳ và các lục minh đang dùng phi cơ để mà có thể di tản nhân viên tòa đại sứ và người Mỹ ở tại Afghanistan về nước. À, tiếp theo đó là một bản tin cho biết là một chánh án liên bang của Hoa Kỳ ra lệnh cho chính phủ ông Biden trở lại cái luật gọi là Remain in Mexico. À, chính phủ của ông Biden đã cho tăng cái tiền trợ cấp food stamp lên ít nhất là 25%. Tin tặc tấn công vào công ty điện thoại T-Mobile lấy đi 100 triệu thông tin khách hàng và họ đòi là 277.000 đô la tiền chuộc. Tại Tennessee, thì thưa quý vị, lực lượng biên phòng tại đây đã chặn bắt một cái lô hàng lậu bao gồm hàng ngàn cái thẻ chích ngừa giả được in từ Trung Cộng. Chính phủ Hoa Kỳ cho phép người bị yếu hệ miễn nhiễm có quyền chích mũi booster mà không cần toa bác sĩ. Canada sắp ra lệnh bắt tất cả các hành khách sử dụng đường hàng không, đường bộ và đường thủy đều phải chích ngừa đầy đủ vaccine COVID-19. Trong khi đó, một bản tin cho biết ít nhất là 26 thủy thủ đoàn và một hành khách trên cái chiếc du thuyền có tên là Carnival Vista bị dương tính với lại COVID-19. Có gần 2.000 trẻ em Hoa Kỳ đã bị nhiễm COVID-19. Đây là con số trẻ em bị mắc bệnh COVID-19 cao nhất từ trước cho tới nay. Nga đã buộc tội phi hành gia của Hoa Kỳ đã dùng khoan và khoan thủng phi thuyền Soyuz của Nga. Thủ tướng Canada ông Trudeau giảng tán quốc hội và bầu cử trở lại với hy vọng là chính phủ sẽ thành đa số. Một trận động đất xảy ra hôm thứ Bảy tại Haiti và khiến ít nhất cho gần 1.300 người chết và 1.800 người bị thương. Bão nhiệt đới Fred đang tiến gần tới đất liền của Hoa Kỳ trong khi đảo bão uh, Grace uh, đang đổ mưa xuống khu vực của Puerto Rico. Theo thăm dò của hãng tin Reuters, thì thị trường bán lẻ của Trung Cộng đã bị trì trệ khá nhiều trong tháng 7 vừa qua. À, chuyển sang linh tinh liên quan đến Việt Nam Thì à, thưa quý vị thành phố Sài Gòn ra lệnh tiếp tục lockdown Tức là phong tỏa thêm một tháng nữa kể từ ngày 16 tháng 8 Và cuối cùng đó là công an đã tiếp tục ngăn chặn các làn sóng người dân Bỏ Sài Gòn để kéo về quê khi mà Sài Gòn tiếp tục phong tỏa à, Và đó là tất cả những bản tin mới nhất chúng tôi có được trong ngày hôm nay Giờ đây bước vào phần tin chi tiết Thì mở đầu chúng tôi sẽ cập nhật thêm những cái thông tin có liên quan đến Việc lực lượng Taliban ở tại Afghanistan coi như đã chiếm được và kiểm soát được Afghanistan sau khi mà họ đã tiến vào Kabul, thủ đô của Afghanistan vào ngày Chủ nhật hôm qua tiến vào trong cái dinh thự Tổng thống luôn và ông Tổng thống Ghani của Afghanistan thì coi như là đã bỏ chạy ra khỏi quốc gia và được biết là hiện bây giờ đó thì Hoa Kỳ và Anh cũng như Đức những quốc gia khác mà đang có mặt ở tại Afghanistan họ đang dồn lực để có thể đưa những cái lượng người nhất là những người nhân viên của tòa đại sứ rồi người dân của Hoa Kỳ còn kẹt lại tại Afghanistan và đặc biệt là một số dân chúng người Afghanistan là những người mà thuộc cái diện được ra đi khỏi Afghanistan tại vì họ đã từng làm việc cho người Mỹ đó trước đây những người này là những người chẳng hạn như là thông dịch viên. Những người này được biết là nếu như mà còn ở lại đó mà rơi vào tay của Taliban thì họ có thể là sẽ bị xử tử tại vì họ đã tiếp tay cho cho Hoa Kỳ để mà có thể tấn công Taliban trong suốt nhiều năm qua anh phạm cơ sẽ có thêm nhiều chi tiết nữa xin mời anh dạ vâng à, quân taliban thì họ tàn bạo nhưng mà họ tàn bạo nhưng mà là đỡ hơn tức là họ giết ngay cho họ không đưa vào trại cải tạo rồi tập yeah. trung trong một thời gian giết dần mòn. giết mòn dạ yeah, họ chết dần chết mòn đây thì họ chết ngay à, nhưng mà cái biến chuyện xảy ra ở kabul cho chúng ta thấy rằng là người mỹ can dự rồi người mỹ rút lôi là chuyện thường ngày ở huyện thế thì người mỹ can dự tại việt nam À, phải nói rằng chế độ Việt Nam Cộng Hòa cũng 20 chục năm từ năm 1954 cho đến năm 1975. 1954 là khi ông Ngô Đình Diệm chấp chắn và lên chức tổng thống tổ chức cuộc trưng cầu dân ý rồi 75 là năm người bị rút khỏi Việt Nam. À, thì người bị ở Việt Nam họ rút trước 3 năm rồi từ khi có hiệp định Paris 72 rồi họ rút trước 3 năm thời gian phải nói rằng là cả lâu hơn à, thời gian của à, Afghanistan Afghanistan thì cách đây một năm hơn thôi người mỹ bắt đầu thương thuyết và họ nói với người taliban rằng là họ sẽ rút lui họ giao lại chính quyền cho hai bên thương thiệp với nhau làm sao thì họ không biết nhưng mà phải bảo đảm vấn đề là an ninh cho afghanistan này nào kia Nên là họ hứa quân taliban thì dĩ nhiên họ vẫn hứa thôi nhưng mà mọi việc xảy ra thì như quý vị đều thấy rõ ràng như vậy thôi quân mỹ rút lui quân taliban không có yểm trở về không quân À, rồi không có người Mỹ nữa, thành ra họ đâm ra, họ sợ hãi và cái cuộc chiến đó nó kéo dài nhanh hơn là cuộc chiến Việt Nam. Thế thì hiện nay tình hình tại phi trường Kabul như thế nào? À, thứ nhất là tại Kabul, y à, như là Sài Gòn, à, nhưng mà Sài Gòn lúc bây giờ phi trường bị pháo kích, còn đây thì hồi đó ở Việt Nam có hạm đội, À, quân Mỹ ở ngoài hàm đội và đưa thừa đưa trực thăng vào à, rước người Mỹ và những người Việt Nam cộng tác đi về đi ra Hàm đội còn ở đây Afghanistan thì chỉ có phi trường Kabul thôi cho nên à, người Mỹ họ giữ phi trường Kabul. À, và cái khi bắt đầu rút quân thì à, nhân, à, nhân viên của tòa sứ quản Mỹ và những nhân vật quan trọng của Mỹ cũng như rằng là những nhân vật quan trọng của Afghanistan thì đều tụ tập tại phi trường Kabul à, cả đêm hôm trước và sáng hôm sau thì cuộc rút quân à, bắt đầu À, trong khi rút quân thì cũng y như là đà nẵng y như sài gòn à, một số người đã trốn vào người chắc chắn là người afghanistan à, trốn vào trong những cái hốc mà của uh, máy bay cái chỗ mà bỏ chân máy bay bỏ bánh máy bay nữa, họ hy vọng rằng là nhờ đó ra khỏi được nhưng mà không khi phi cơ cất cảnh thì à, cái ống nó rút vào và những người đó rơi ra khỏi máy bay ít nhất là 8 người à, rơi ra khỏi những chiếc máy bay thế thì điều này cho thấy rằng là trực thăng à, thì người mỹ coi như Hoàng hảo và bản tin chót cũng cho biết rằng tất cả những người trong toàn đại sứ Mỹ mà quan trọng thì đều được rút đi an toàn. Trong khi đó những bạn tin ngày hôm qua cho biết rằng quân Đức cũng đã được đưa đến để bảo vệ cho người Đức rút khỏi Afghanistan, quân Anh cũng đã đưa đến để bảo vệ cho người Anh rút khỏi Afghanistan. Những dĩ nhiên tất cả đều xảy ra tại phi trường Kabul, nghĩa là. Hiện nay thì trong tình hình ở ngay đường phố của Afghanistan của Kabul, thì nó y như Sài Gòn trước tức là quân Taliban đi lưu đi tới và quân Taliban chiếm được uh, dinh thự của tổng thống và vô đó và đặc biệt nhất uh, một cái người mà lãnh đạo của Taliban uh, người này tự nhận đang tù nhân ở tại Guantanamo uh, tại sao ông này là ra được cái chuyện đó là chuyện bình thường ở Guantanamo. Ở Guantanamo họ giam một thời gian rất là lâu. Lâu xong rồi họ thấy người nào mà hiền lành hoặc là người nào sức khỏe yếu kém à, thì họ thả ra với cái chủ trương của ông Obama là sẽ đóng cửa cái uh, Guantanamo để khỏi mất lòng những cái người tranh đấu uh, vì nhân quyền tức là không thể nào dám giữ một người vô thời hạn như vậy được Thế thì họ thả ra và họ thả ra thì họ không giảm thả ra trên đất Mỹ họ thả ra uh, cái đất nước của quốc tịch của người đó ví dụ như người đó ở uh, uh, Maroc thì họ yêu cầu chính phủ Maroc Quảng trị và họ thả về, họ coi như là phủ tay trên giấy tờ để thả những người này ra và họ đã thả một người à, Taliban đồng cốt, người này ra rồi và người này bây giờ đây à, trở lại lãnh đạo phong trào Taliban và xuất hiện ở tại phụ tổng thống từ nhân răng tu nhân vụng Guantanamo. Thế đó là những cái việc chính nhất xảy ra ở tại Afghanistan ngày hôm nay. À, vâng đúng như vậy và thưa quý vị tin tức cũng cho biết thêm là lực lượng Taliban đã lấn chiếm sau khi mà họ chiếm được những cái nơi nào đó thì họ sẽ cho thả những cái tù nhân đang bị giam giữ ở tại những cái vùng chẳng hạn như là tại Bryan, ở tại ngoại ô của Kandahar và hàng ngàn tù binh tù nhân đó đã được phong đã được thả ra như vậy thì theo như Hoa Kỳ cho biết đây là một cái à, cái cái lực lượng mà Taliban đang muốn sử dụng để có thể gia tăng những cái tổ chức của họ là càng mạnh hơn nữa để có thể toàn bộ cũng như là kiểm soát của Afghanistan à, hiện bây giờ thì thưa quý vị tin cho biết là Hoa Kỳ tại Hoa Kỳ đó thì coi như cũng có những tiếng ra tiếng vào cho rằng là Hoa Kỳ cũng có trách nhiệm trong vụ này chứ không phải là không tại vì Hoa Kỳ đã ra lệnh rút quân kể từ 1 tháng 5 à, khiến cho lực lượng Taliban tại đây đã đã trỗi dậy trở lại và đã có những đợt tấn công mạnh như vậy đúng như anh dự đoán vào tuần trước tức là không cần phải 90 ngày gì cả ngay lập tức thì Taliban đã bị thất thủ giờ ừ. đây thì đã lọt vào tay của Taliban rồi như vậy thì theo anh Hoa Kỳ có phải chịu trách nhiệm một phần nào đó trong cái vụ mà thất thủ này ở tại Afghanistan không anh? thưa anh dĩ nhiên là hoa kỳ chịu trách nhiệm chứ không, không nhưng mà ừ. chịu trách nhiệm thôi ờ, hoa kỳ kh không có kè về cái chuyện trách nhiệm đó hoa ừ. kỳ họ nói rằng là họ chuẩn bị rút quân và họ bảo trưởng cho mọi người việt là tôi sẽ rút à, bởi vì này nào cái khác bởi vì vàng thứ chuyện và họ làm nhưng mà điều ông biden có một cái lỗi là thứ nhất là ông nói rõ ràng quá thành ra nó hơi sai ông nói rằng là không bao giờ người mỹ mà phải ra khỏi à, Kabul bằng trực thăng cả người là ông nói là sẽ có một cuộc truyền tiếp sẽ ra nhưng mà rất là chuyện tiếp đang hoàn thực tế chứ không phải đi bằng trực thăng nhưng mà người Mỹ phải đi ra trực thăng. Khỏi uh, thưa quý vị, khỏi về Kabul uh, cũng bằng trực thăng Tại vì họ không có cái phương tiện nào uh, khả hơn để đi từ tòa đại sứ. được và yeah. dạ, rất là gấp rút là yeah. điều đầu tiên. Điều thứ hai thì đảng lý ra ông phải xuất hiện trên truyền hình và phải nói vài tiếng về cái vấn đề là người Mỹ ra đi và mất đi một đồng minh quan trọng đó là chính quyền dân sự tại Afghanistan do người Mỹ thành lập, người Mỹ bảo trợ và người Mỹ ra đi. À, nhưng mà ông uh, Tổng thống uh, Biden thứ 46 của Hoa Kỳ, ông không nói gì cả và ông cho rằng là cái lỗi này là lỗi của ông Trump bởi vì chính ông Trump ra lệnh từ uh, trước trong cái nhiệm kỳ là ra lệnh rút khỏi Afghanistan. Ông chỉ là cái người thừa kể mà thôi là, là, là cái thứ hai. Nhưng mà... Ông thừa kế thì ông phải có tiếng nói, ông không có tiếng nói và ông tiếp tục đi nghỉ bác tại trại David à, như thường lệ. Đó là cái lời mà người ta nói rằng bây giờ báo chí mà những người của Đảng Cộng Hòa thì họ chống ông uh, ông Biden. Họ hỏi là Where's Joe? Joe đâu rồi? Tức là Joe là tên người ta gọi thất mật với là ông Tổng thống thứ 46 của Hoa Kỳ, ông Joe Biden. Uh, Joe, Where's Joe? Uh, Joe đi đâu? Nhưng mà uh, Joe thì đi bậc và không nói gì nữa. À, thưa là tư vấn tư lệnh của hoa kỳ tức là bộ trưởng bộ quốc phòng ông austin ở, ở ngũ Giác đài à, tuyên bố rằng là việc mà mất carbon ngoài sức tự tưởng tượng và một cái sự uh, của ông ta và ông ta rất là dần dự biết như vậy ông tự hỏi rằng tại sao quân ta liban là giờ như thế mới một chút xíu mà đã mất hết cả rồi thế đó là cái tin mới nhất tin thứ hai là ông pompeo à, cựu bộ trưởng ngoại giao của mỹ à, cho rằng là cái vụ này là cái vụ mà lộn xộn nhất và chính quyền biden thất bại ông này thì phải nói theo giọng điệu của, của của ông trump ông nói rằng là hey nếu mà ông tổng thống trump đang còn thì sẽ không có chuyện này xảy ra à, nhưng mà thực sự ra thì chính tổng thống trump đã ra lần rút gọi nhưng mà có lẽ rằng cái chuyện rút ra này thì sẽ rút ra nhưng mà không đến nỗi tình hình tệ hại như rằng là bỏ không hầu như là bỏ không để cho người ta đến lấy rồi mình sẽ bỏ chạy giống như ở tại việt nam yeah. À, Quang Trinh vẫn còn nhớ theo lệnh của ông Trump đó là sẽ rút quân từ ngày 1 tháng 5 và kết thúc vào ngày 11 tháng 9. Dạ đúng rồi. rồi. Dạ, để để kết thúc nhưng mà tới thời ông Biden lên thì rút ngắn lại nữa tức là cuối tháng 8. Dạ. Đó, thì còn tháng, tháng 8 với tháng 9 thì lại khá là rút dạ. lại. Thành ra bây giờ đổi thừa cho ông Trump. À, như vậy thì thưa quý vị trong suốt cái cuộc chiến dài 20 năm Hoa Kỳ đã đem quân sang và tấn công cũng như là lật đổ lực lượng Taliban tại Afghanistan thì số lượng người dân ở tại đây đã bị chết như vậy là rất là cao, khoảng 170.000 người đã bị chết, trong đó có năm mươi mấy ngàn người là dân thường. Riêng với Hoa Kỳ thì thưa quý vị, họ đã đổ ra ít nhất là trên 1.000 tỷ đô la cho cái cuộc chiến tại Afghanistan trong vòng 20 năm qua và số binh sĩ của Hoa Kỳ bị chết cũng trên 2.000 người, thành ra đây là cuộc chiến rất là tốn kém mà Hoa Kỳ đã phải tiêu chi cho bên phía của Afghanistan. Giờ đây thì thưa quý vị, ông tổng thống, ông này nói thêm chút xíu về ông, ông Gani, này, ông dạ. Gani Ông bỏ chạy như vậy thì hỏi anh một cái người đứng đầu của một cái thể chế mà bây giờ đụng đậy một cái là bỏ chạy bỏ lại binh lính bỏ lại người dân thì như thế được nào? Anh có giống tình trạng ở Việt Nam năm 75 không? Dạ không, nó giống mà nó khác. Tại vì dạ. năm 75 thì ông thiệu ông đã có sắp xếp để ông được ra đi, dạ. tức là ông tuyên bố rằng là tôi rất hận diện khi mà từ bỏ chức vụ tổng thống bởi vì quân đội à, bởi vì toàn thể mất đi một vị tổng thống là tôi nhưng mà được thêm một cái vị một người chiến sĩ của Việt Nam cộng hòa à? nhưng yeah. mà thực sự ra thì đêm sau đó mấy đêm sau đó thì ông đã được người Mỹ đưa ra đi đưa ra đi bằng phi cơ riêng và đưa thẳng về Taiwan à, thế đó yeah. là chuyện của tổng thống thì của ông thiệu yeah. và bây giờ ông Ghani thì chính quyền ông Ghani là phải nói rằng là một chính quyền Afghanistan nhưng mà sau hai ba loạt chính quyền thì họ rất là tham nhũng tham nhũng đến một cái đồ mà khi bầu cử cả hai người ứng cử viên tránh nhau chức tổng thống đến nỗi rằng là bầu cử xong rồi kết quả không được công nhận rồi cãi nhau rồi giành nhau chức vụ tổng thống rồi cuối cùng phải giải quyết một cách êm đẹp tôi không nhớ là giải quyết như thế nào nhưng mà nội vụ rõ ràng là người ta không để ý đến dân chủ và khi mà không có dân chủ thì làm sao mà có được chính quyền được cho nên uh, khi mà người mỹ dừng lên thì họ không có để ý mấy cái chuyện này họ cứ tưởng rằng là dân chủ như bên Mỹ là cứ dân chủ là được nhưng mà bên Mỹ nó dân chủ lâu đời và nó có cái giá trị của cái dân chủ còn bên các cái quốc gia mà nhược tiểu mà sau đó Mỹ áp đặt lên chính quyền đó thì họ chỉ dân chủ hình thức mà thôi cho nên hai bên này cãi nhau rất là lâu đến nỗi rằng là đi họp mà Mỹ không thèm cho đi họp được thì làm sao mà họ thắng được công ty yeah. Mỹ họp với Taliban ở Doha người Afghanistan không được tham dự chỉ được báo cáo rằng ngày đó ngày kia trong khi bên kia thì Lê Đức Thọ mật đàn với Kissinger Và Việt Nam Cộng Hòa chỉ có đưa tay ra kỹ Mà thôi không có làm gì được Thì tình cảm không có gì khác nhau yeah. Dạ vâng Anh nhắc tới cái vấn đề mà Hoa Kỳ dựng lên Cái chính phủ của Afghanistan sau này đó, yeah. Thì cô chị biết nhớ rằng là chính ông Ghani Tổng thống của Afghanistan Ông là người Mỹ Ông có quốc tịch của Mỹ Rồi sau khi mà Hoa Kỳ mới đưa ông từ Mỹ Về để tranh tổng thống Ông đã bỏ quốc tịch của Mỹ Để mà hợp lệ Để mà trở về quê hương Để mà run chính uh, tổng thống Đó từ đó ông mới yeah. làm được tổng thống đến giờ phút này tôi thì không hiểu chung. rằng là ông Gani ông đi về đâu nhưng ừ. mà hình như ông đi qua một cái nước lân cận chứ ông đúng không đầy. có đi Thang với người Stang Mỹ gì đó dạ, gần gần, ta, gần đó. Tajikistan dạ. thì dành dạ. cho dạ, ông không có đi với người Mỹ thì đây dạ. cũng là một cái chuyện cho thấy rằng là cái sự dần dư của những người mà đã từng cộng tác với người Mỹ à, nó như thế nào nhưng mà cái đó thì cũng đúng thôi. Dạ. Nhưng mà thì thôi coi như là chúng dạ, vâng. ta là, là xong vâng, 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 thì thì coi, coi như là tên mình over rồi đó chúng tôi sẽ có thêm những cái tin tức cập nhật tiếp theo trong những ngày tới. À giờ đây thì chuyển sang một bản tin khác đang nói chuyện về quốc tế cũng đề cập luôn cái vụ mà cũng khá là lớn xảy ra đối với là một quốc gia Haiti. Đây là một quốc gia mà phải nói là thường, thường xuyên chịu đựng những cái cơn động đất rất là mạnh. Quý vị còn nhớ năm 2010 đó, cái vụ động đất xảy ra tại Haiti đã khiến cho hàng trăm ngàn người đã bị chết. À, và giờ đến giờ phút này đã còn có hàng ngàn người đã phải ngủ những cái lều dại do Liên Hợp Quốc cung cấp để cho họ ở tạm vì cái cơn trận động đất từ năm 2010 tới bây giờ thì mới đây vào cuối tuần vừa qua đã xảy ra một cơn động đất nữa đo được là 7.2 độ Richter. Cho tới bây giờ con số người bị chết ít nhất là khoảng gần 1.300 rồi và có hàng ngàn người khác cũng đã bị thương nặng nè. Anh Phạm Cơ cho biết thêm chi tiết. Dạ vâng thưa anh nội vụ ngày hôm qua khi mà trận động đất xảy ra thì người ta tưởng rằng ít chỉ có 300 người thôi nhưng mà rõ ràng bây giờ đây trận động đất nó lên cao rất là nhiều mà Haiti nó nằm trên cái vòng đai của những cái nếp xếp ở dưới lòng quả đất cho nên động đất vẫn thường xảy ra à, trước kia đã xảy ra một trận động đất rất lớn và đến nỗi rằng Hoa Kỳ phải cho một số rất lớn dân chúng Haiti qua tị nạn tại Hoa Kỳ chờ cho xong động đất À, nhưng mà chờ là chờ cho xong đồng đất thì đồng đất đã hết lâu rồi. Bao nhiêu trận đồng đất khác xảy ra, nhưng mà những người đó vẫn còn ở đất Hoa Kỳ và được vào liệt vào thành phần bất hợp pháp bởi vì đã hết thời hạn rồi. Mà chính phủ Hoa Kỳ cũng không đuổi về, chính phủ Hoa Kỳ cũng không cho họ ở lại. Chính phủ Hoa Kỳ đời ông tâm là nó đang, ô oh, những người này phải trở về nước. Thành ra những người đó, thưa yeah. quý vị, chắc bởi vì còn nhớ lúc bây giờ họ sợ ông tâm đuổi về, họ phải chạy qua Canada để mà trốn. Thì đó là những cái chuyện bên lề của vụ đồng đất tại Haiti. Dạ, dạ. À, thưa quý vị uh, bản tin kế tiếp trở lại với hoa kỳ để đưa những bản tin liên quan đến việc một chánh án liên bang của hoa kỳ đã vừa ra lệnh là chính phủ của biden là nên tiếp tục áp dụng trở lại cái luật do ông trump đưa ra đó là remain in mexico tức là những người mà tìm cách vượt biên qua hoa kỳ từ biên giới từ mỹ từ những cái nước nam mỹ đó thì bắt buộc họ phải trở lại bên phía của mỹ cơ rồi từ đó, đó thì apply đơn và rồi họ sẽ cứu xét nếu như ai mà hội đủ những cái tiêu chuẩn thì mới được qua Mỹ còn không đó nếu quý vị nào mà những người nào mà vượt biên qua thì coi như là vi phạm bây giờ phải trả lại mẹ tay cơ thì đó là cái luật của ông ông Trump nhưng mà sau này thì ông Biden lên làm tổng thống thì ông đã bỏ đi cái luật này giờ đây thì tranh án liên bang yêu cầu ông phải áp dụng lại liệu ông Biden có làm theo anh anh thưa anh và có chứ ở thứ nhất là tranh án Hoa Kỳ không phải tự nhiên mà ông ra cái lệnh này được đó là có hai tiểu bang kiện À, về cái luật Remain in Mexico đã bị bỏ đi và thay bằng luật mới khiến cho tiểu bang của họ đâm ra rắc rối. Đó là tiểu bang Texas và tiểu bang Missouri. Hai tiểu bang này kiện thì chẳng án liên bang mới lấy cái hai đơn kiện đó ra và xét và họ thấy rằng cái việc mà rời bỏ à, bộ, tự động bỏ cái chương trình Remain in Mexico rồi làm đỡ lại như vậy nó đã gây nguy hiểm à, cho vùng biên giới của Hoa Kỳ. Bởi vì trước kia là người, Hoa Kỳ chấp nhận người tị nạn, à, Hoa Kỳ chấp nhận người tị nạn nhưng mà chỉ chấp nhận cái đơn mà thôi rồi sau đó Hoa Kỳ sẽ xét để cho tỷ nạn à, nhưng theo những cái chính sách cũ của các uh, chính quyền trước thì khi người ta vượt biên bất hợp pháp và người ta có quyền uh, nộp đơn xin tị nạn và khi nộp đơn xin tị nạn xong rồi, rồi họ kêu là cash and release bị bắt thì họ nộp đơn họ nộp đơn xong thì họ được dừa ngày ra tòa rồi khi mà đưa ngày ra tòa rồi thì người ta trả tự do cho họ trên đất Mỹ rồi họ uh, trốn đi chỗ khác và họ không bao giờ trình diện để được xét đâu bởi vì họ biết rằng là thủ tục rất khó cho nên họ ở lầu khắp nơi và xảy ra tình trạng lúc bây giờ là 11 triệu người bất hợp pháp bây giờ có thể lên tới 12 13 triệu người nữa là khác thế thì đời ông tâm ông rất tránh cái tình trạng là catch and release Ông một chủ trương là Remain in Mexico. Ông thương thiệt với người Mexico để cho những người đó ở đến đất Mexico và nộp đơn ở tại Hoa Kỳ. Ai vượt biên của Hoa Kỳ thì sẽ không được nhận đơn và họ phải ở bên đất Mexico để nộp đơn thì tình trạng này gây ra những cái hỗn loạn mà nhưng mà trên đất Mexico chứ không phải trên đất Hoa Kỳ thế thì khi ông ông Biden lên thì chính quyền ông Biden là có chính sách ngược hẳn bởi vì họ không muốn ngược đại và họ không muốn đuổi những cái người bất hợp pháp đó về bởi vì uh, chính quyền của ông Biden là dựa trên những cái căn bản của chủ nghĩa xã hội cho nên họ bảo vệ những cái người này và do đó họ cho những người này đi qua Hoa Kỳ rồi nhận đơn Đến nội những người đã về Mexico rồi Họ cũng lôi qua lại để được nhận đơn trên đất Hoa Kỳ Nhưng mà chỉ trong vòng mấy tháng thôi họ chịu khúc nội Và họ phải để cho nhân viên của ICE Tức là nhân viên của biên giới có quyền quyết định trước nhiên là nhận đơn hay không nhận đơn Nếu nhận đơn thì, đuổi, thì cho những người này được nộp đơn Rồi vô trại giam và sau đó thả ra Sau khi được cái giấy ra tòa Còn những người nào mà họ quyết định Ồ oh, đông quá rồi bây giờ cho mấy người này về bớt tức là họ đuổi về bằng phi cơ, họ đuổi về bằng đường bộ ra khỏi biên giới là xong. Thế thành ra bây giờ chính quyền Texas Sạc bảo rằng như vậy không được, phải giữ cái luật Remain in Mexico và chẳng án nói rằng là đồng ý và chẳng án liên bang xét rằng là chính phủ Mỹ phải trở lại cái luật Remain in Mexico nhưng cho một tuần để kháng án, tức là để để đưa lên tòa <laughs> trên hoặc là để nộp đơn giải thích để đó là, Thế là nếu như mà bên phía yeah. của đảng dân chủ đó tức là chính quyền mới bây giờ là có Nó đủ những cái chứng cứ rằng là ông oh, giờ yeah. chúng tôi không cần cái chương trình Dream yeah. Mexico mà chúng tôi vẫn giải quyết được vấn đề yeah. thì có thể được thông qua nhưng mà nếu không nó bắt buộc phải trở lại phải cái, trở lại cái, như cái, vậy thì yeah. thưa quý vị theo kế hoạch trong ngày hôm nay thứ hai thì chính quyền của ông Biden có lẽ là sẽ có một cái cái thông báo quan trọng có liên quan đến những người mà đang nhận trợ cấp chính phủ đó là tiền full stamp thì thưa quý vị, theo cái bản tin này cho biết là trong ngày hôm nay thì họ sẽ đưa ra cái kế hoạch là sẽ tăng cái tiền food stamp lên cho người dân của Hoa Kỳ đang hưởng cái trợ cấp này ít nhất là khoảng 25% và anh Phạm Kêu sẽ có thêm chi tiết liên quan đến cái lệnh này. Anh Phạm Kêu Dạ vâng. À, thưa quý vị, lần chót mà chương trình food stamp tức là trợ cấp xã hội đó được tăng lên tiền đó là năm 1962, tức là phải nói rằng là cũng cả lâu rồi. Uh, hơn 60 năm cho nên đây là cái lần tăng đầu tiên uh, thì cũng hợp lý bởi vì giá cả từ ngày đó cho tới bây giờ thì nó cũng đã giá tăng khá nhiều. Uh, nhưng mà uh, phải nói chung là cái chuyện uh, full stem chỉ là tiền trợ cấp xã hội thôi, tức là người ta không thể sống bằng full stem, người ta chỉ được sống bằng cái công sức của mình cộng với tiền full stem thì nó mới đủ sống. Nhưng mà uh, sức chịu đựng có người rất là dẻo dai, có nhiều nhà người ta chỉ sống trên full stem mà thôi. Thế thì số tiền này trước kia là 121 đô la, bây giờ được tăng lên 36 đô la nữa kể từ tháng 10. À, một gia đình 4 người à, trước kia được hưởng 159 đô la, thì nay sẽ được hưởng đến 193 đô la. Và hiện nay thì 40 triệu người Hoa Kỳ à, đang được hưởng cái số tiền nói trên. Thế đó là một trong những việc đó là chuyện chính thức. Còn chuyện bế lề thì thiên hạ sẽ nói như thế nào về cái chuyện tăng phụ stem lên 25% thì đây bởi vì những cái người mà đang sẵn phụ xem là đa số họ ủng hộ cái chính sách của đảng dân chủ cho nên việc tăng phụ xem như vậy sẽ rất là có lợi cho đảng dân chủ trong cuộc bầu cử năm 2022 tức là chỉ có vài tháng nữa thì nó là có cuộc bầu cử năm 2022 à, tức là cuộc bầu cử giữa mùa cuộc bầu cử toàn bộ Hà viện và 1 phần 3 thường viện Mỹ. Thành ra đây là một cuộc bầu cử hết sức là quan trọng, kêu là giữa kỳ như vậy. Thì thống đưa những cuộc bầu cử giữa kỳ như vậy, đảng cầm quyền bao giờ cũng bị thua. Thường là như vậy, cho nên cái việc mà tăng tiền phụ xem lên như vậy sẽ ảnh hưởng rất lớn đến cuộc bầu cử. Vì ai cũng biết rằng thành phần mà sống phụ xem là cái thành phần luôn luôn hầu như họ ủng hộ gần hết đảng Dân Chủ. Cho nên cái vụ này là một con dao Uh, hai con dao đâm thẳng vào cuộc bầu cử đâm thẳng vào người cộng hòa à, trong cái cuộc bầu cử năm 2022 sắp đến. Thưa bí bí. À, đúng như vậy. con như vẫn nhớ à. cái chính sách của ông Trump là tức là hạn chế tối đa cái dạ. vấn đề mà trợ cấp xã hội chẳng hạn như dịch xem thí dụ. bây giờ đây thì cái chương trình này coi như đi ngược lại rồi. thành ra là chắc chắn là họ sẽ đạt được cái mục tiêu tức là họ sẽ được uy tín hơn. nhưng mà cái vấn đề là tiền đâu để mà bù vào anh, tại vì số tiền rất là lớn chứ không phải là nhỏ. mặc nhưng dù rằng là chỉ có hai trăm cho một người thôi, dạ. nhưng mà tổng cộng tới bốn mươi mấy triệu người đang nhận. Dạ. Phút xem là Thưa anh rất Anh hỏi anh, anh Cường, đó, mỗi lần mà cái việc mà mà nói chuyện là phát tiền lương hay là phạt tiền trợ cấp á, dạ. anh Cường luôn luôn cho cái máy nó nó chiếu một cái đoàn dạ. video trên đó thấy Hoa Kỳ in tiền, áo, áo, áo. in máy chạy đô la dạ. chạy ra, áo, áo. chỉ có trên nước trên toàn thế giới chỉ có Hoa Kỳ in được đô la mà thôi các yeah. quốc gia khác rất thích nhưng mà không in được đồng đô la thành ra họ thua hoa kỳ chỗ đó mà cả thế giới dùng tiền đô la và hoa kỳ từ ngày xưa là tiền đô la được quyền đem vào gân khổ đội ra vàng bởi vì là họ được bảo trợ bằng vàng nhưng bây giờ thì hoa kỳ uh, tiền của tiền đô la của hoa kỳ chỉ được bảo vệ bằng lòng tin của các nước mà thôi chứ còn trên yeah. thế giới không ai để ý chuyện đội đội đồng đô la lấy vàng nữa yeah. À, thưa quý vị bản tin kế tiếp có đề cập tới cái nạn gọi là tin tặc à, tấn công vào những cái công ty của Hoa Kỳ thì ngày hôm nay tin cho biết là cái hãng mà cung cấp dịch vụ về à, viễn thông điện thoại cầm tay đó đó là T-Mobile thì cái hãng này được biết là có những cái nhóm tin tặc đã tấn công vào và họ đã lấy cắp đi rất là nhiều những thông tin cá nhân của khách hàng được biết là có khoảng chừng trên dưới 100 triệu khách hàng đã đã bị lấy đi những cái thông tin cá nhân chẳng hạn như là tên tuổi địa chỉ cả cái số xã hội cũng bị lấy luôn và được biết là cái nhóm tin tặc này họ đã rao bán cái 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 số mà thông tin họ lấy được của khách hàng của T-Mobile là khoảng chừng trên dưới 277.000 đô la. Thành ra là bây giờ nếu mà T-Mobile muốn lấy lại những cái thông tin này thì phải trả số tiền này phải không anh? Như vậy thì liệu những cái nhóm tin tặc này cho dù họ lấy tiền họ trả lại cái số này đi thì họ có còn giữ cái 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 copy không anh? Không anh. Để làm đó, tiền là, hay không? không? Họ lấy tiền kiểu khác và họ làm kiểu khác. Nó như thế này. À, ai cũng có hệ thống điện điện thoại để mà chất chữa data cả team bộ cũng vậy thôi họ có server để mà chữa data của các trang thế thì tin tặc họ tấn công vào cái server đó bằng những cái nguồn tin riêng biệt những cái đường dây dẫn riêng biệt và họ tạo ra họ xâm nhập vào phía sau và họ copy những cái data này đến cả trăm triệu khi họ copy ra rồi để họ vẫn âm thầm làm việc rồi đến cái khi mà họ bị khám phá tại sao họ biết họ bị khám phá bởi vì copy không được nữa thì họ biết là họ bị khám phá. Thế thì lúc bây giờ họ mới bắt đầu, họ tính ra là họ có được 100 triệu người rồi. 100 triệu cái data như vậy, có số sâu số, số, có địa chỉ, có bằng uh, lái xe, có ngày sinh tháng đẻ, đủ thứ chuyện hết. Họ đem ra, <laughs> họ ráo bán trên cái trang mạng của quốc tế là chúng tôi uh, có 100 triệu đô la mà ăn cắp được từ T-Mobile. Họ rất rõ ràng, uh, quý vị mua thì trả tiền. Tiền thì dĩ nhiên không thể lấy bằng tiền mặt, không thể lấy bằng tiền đô la, họ phải lấy bằng Bitcoin và vì vậy cho nên mới có con số là 277 triệu nó lệ như vậy bởi vì 277 triệu 6 895 ngàn này là căn cứ vào đồng 6 đồng Bitcoin mà đội ra đô la vào cái thời điểm bản tin này có tức là họ chỉ đổi bằng 6 Bitcoin thôi tức là họ bán đứt cái, 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 cái danh sách đó ra ngoài 6 bitcoin này chỉ có trăm mấy chục ngàn thôi chứ thì làm sao 200 mấy chục triệu tám à, xin lỗi dạ, 277, ngàn, dạ, vậy thôi vâng, hai đô la timo bởi vậy cho nên tôi ngạc nhiên là con số nó rất là rẻ họ chỉ đòi sáu bitcoin ừ. thôi bởi vì cái, cái tiền cái số danh sách đó thì họ muốn bạn mau và tốt và bởi vậy cho yeah. nên đây là cái tin cho biết rằng bây giờ thì tiêu bộ chặn lại được rồi yeah. nhưng mà cái chuyện này thì rất là nguy hiểm và có lẽ timo bộ uh, lần tới họ sẽ nói rằng là các khách hàng sẽ được tự do Uh, tham khảo với là cơ sở tín dụng tức là được quyền vô cái tín dụng đó để mà biết xem là là quý vị có bị ăn cắp dữ liệu hay không và cái tiền phí tổ mà khi quý vị đi vào những cái trang tín dụng của nhà nước đó uh, tín dụng của tư nhân nhưng mà để kiểm soát hệ thống uh -huh. tín dụng của quý vị đó thì quý vị được free vì tí bộ sẽ trả thành ra tí bộ quý vị thì phải ráng nhiều thôi nhưng mà tí bộ sẽ trả tiền tín dụng để quý vị có thể Vô coi thì quý vị đã bị chưa Nếu bị rồi thì phải đóng và đội số hết rồi, Cái gạch cái đó là cái thu thuật chung yeah. Tức là muốn xoa dịu Dạ thì đương nhiên là Các phải xoa dịu thôi, thôi tức dạ. là quý vị kiểm tra đi yeah, Phải có kiểm tra Thế nhưng tôi sẽ cái tiền họ cho tôi sẽ yeah. cho không có sao hết Nhưng mà cả trăm triệu người không biết là có mình có bị dính trong đó hay không Khổ vì <laughs> à Thưa quý vị trong khi đó thì ở tại Tennessee Thì theo cái báo cáo của cái nhân viên về biên phòng đó Về thuế ở tại tiểu bang Tennessee thì họ cho biết là họ đã bắt giữ được rất là nhiều những cái lô hàng di chuyển qua cái biên giới giữa những cái tiểu bang khác và trong đó nó thì có nhiều cái lô hàng mà có những cái thẻ xác nhận là đã chích ngừa rồi mà được in từ thẩm quyến của Trung Cộng mới là lạ và đặc biệt những cái thẻ này thì lại không có để tên tuổi à, thành ra là đây là xác nhận là đây cái cái cái, cái, cái thẻ coi như lậu mà ai muốn mua đều có thể mua xác nhận đã chích ngừa rồi tên thì để chống vậy nhà quý vị điền vô thôi thì như vậy thì có khoảng chừng vài ngàn cái rồi đã được phát giác ở tại Tennessee như vậy thì còn ở, ở, ở khắp Hoa Kỳ chắc chắn là còn nhiều nữa và anh Phạm Cơ. Dạ vâng, đây là một cái điều mà ngày xưa ở Arizona người ta đã nghĩ rằng là những cái phiếu bầu bằng thư uh, mà bầu cho ông Biden là của đảng dân chủ đưa, chủ trương đó là cái phiếu bầu đó là có thể được in từ bên Trung Hoa Cộng sản cho nên họ à. đem kiến vào họ soi thử coi là trong đó nó có cái sợi tre hay không bởi vì các quốc gia đó dùng bột thay vì bột bột gỗ thì họ dùng bột tre thành ra nó có thể có tre nhưng mà cái đó thì chuyện cũ thôi bây giờ chuyện mới là sao à, quý vị nhìn đến tivi thấy rằng cái bì thư trong màu vàng giống bì thư amazon và trong đó có hai cái thẻ mặt trước và mặt sau thế thì hai cái thẻ này là họ in từ thẩm quyết vì cái thẻ của cdc nó có hai mặt sợ gì họ biết đây là thẻ giả là vì sao vì thẻ là của cdc cdc order hàng có thể họ order từ thẩm quyền nhưng mà họ họ không họ không order từ Thập quyền mà cái người này là họ order chỗ khác yeah. cho nên họ gửi về tới là Tennessee khi họ gửi về Tennessee thì cái bì màu vàng như vậy mà trên bì thì để địa chỉ của họ để yeah. mà tới nơi thành ra mà họ đề bên ngoài là greeting card tức là thẻ chúc tết uh, yeah. thiệp chúc tết thì dĩ nhiên là nhà đoàn, tức là cảnh sát giờ cảnh sát mà về vấn đề Ờ, nhập cư à, về vấn đề mà nhập cảnh đó họ không có để ý chuyện này nhưng mà họ thấy thì họ nghi thành ra họ mới đem thẻ ra họ mở họ coi thì thấy toàn là thẻ CDC rồi họ lại thêm một điều nữa họ cũng là, biết là thẻ nó giả dạ, là vì sao thẻ CDC nó có hai chữ cái phía trước là chữ Mỹ rồi đôi lúc họ có phụ đề uh, chữ Spanish ở dưới thì chữ Mỹ thì bên họ in trống nhưng mà chữ Spanish thì họ in sai chính tả cho nên họ biết rằng là ừ. Bởi vì có những cái dấu ngắt quẹo Mà bên Mỹ nó mới có Còn bên kia có thể là nó không có Cho nên nó phải bằng cái chữ khác Và vì vậy người ta biết rằng là Đây là thẻ giả Và nước Mỹ nhấn mạnh một điều Thưa quý vị, quý vị không giết ngừa Nước Mỹ không bắt tội quý vị Nhưng mà quý vị sai thẻ giả Thì quý vị sẽ bị ra tòa Và sẽ bị tội rất là nặng Về tội sử dụng giấy tờ giả Thành ra hai cái việc đó Quý vị nên xét lại Quan trọng nếu quý vị muốn một cái thẻ CDC để đi chơi này nào kia khác để sử dụng thì quý vị chích ngừa đi cho nó đàng hoàng tự tế đừng có mua một cái thẻ giả cũng phải mất 200 trăm vậy. đằng này quý vị <laughs> chích ngừa quý vị sẽ đừng tắm. Dạ mà quý vị có thể thật. Bỏ yeah. ngoài kia quý vị chơi thẻ giả là có nước chết thôi. Bởi vì à, nước bị... Anh còn nhớ tuần yeah. rồi đó cái tin nói về tiểu bang Hawaii đó, yeah. họ đã bắt yeah, được hai người, hai yeah. người du khách từ đâu tới đó mà khai rằng là đã chích ngừa rồi, cuối cùng họ phát giác ra năm ngàn đồng tiền phạt cho mỗi người yeah. hoặc ở tù 2 năm yeah. rất là nặng chúng là yeah. không thể là quý vị gian lận là không có được à, bây giờ chuyển sang một bản tin có liên quan đến vấn đề cái 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 mũi uh, booster uh, cái mũi chích extra đó của pfizer hoặc là moderna mũi tăng cường <laughs> mũi chích tăng cường thì bây giờ coi như là những người nào mà nằm trong cái diện gọi là bị bệnh và cái hệ miễn nhiễm bị, bị 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 giảm bị yếu đi đó là những người mà thay cơ phần chẳng hạn thì những người đó coi như là được hoàn toàn quyền quyết định là chích ngừa hay là không cái mũi thứ ba mà không cần phải xin phép bác sĩ toa thuốc gì hết. Vâng phần kia. Dạ vâng. Cái dạ. này rất là hay. Cái này nó là vô cùng là chỉ có nước Mỹ mới nghĩ ra ừ. cái chuyện này. À, ai cũng được chích ngừa hai mũi. 51 hiện nay là 51% dân Mỹ đã được chích ngừa hai mũi và 56 gần như là 60% dân Mỹ đã được chích ngừa một mũi. Thế thì bây giờ sau khi chích ngừa hai mũi rồi thì một thứ sáu tuần rồi CDC đưa ra một cái kết luận là những cái người đã chích ngừa hai mũi mà cơ thể của họ bị hệ thống miệng nghiệp yếu hoặc là họ thay cơ phần hoặc là à, họ chích những thứ thuốc làm cho cái hệ thống miễn nghiệp yếu ví dụ như họ bị ung thư chẳng hạn thành ra những người này à, có quyền được chích mũi thứ ba họ cho phép nhưng bây giờ đây họ nói rất rõ là cho phép như vậy là hôm thứ sáu họ nói nhưng bây giờ chi tiết là quý vị ưng thì quý vị cứ tự chết quý vị không cần phải hỏi bác sĩ, yeah. không cần nghĩa là quý vị có thể hỏi bác sĩ nhưng mà quý vị không cần toa bác sĩ để được để chích, tức là mọi nơi đều mở cửa cho quý vị sẵn sàng quý vị đến là tu muốn chích mũi thứ ba. Có như giống như họ... chút cảm cúm vậy. Dạ, à, giống, à, như, giống là như là, như là... là chích cúm. Bây yeah. giờ quý vị được chích, y như vậy quý vị muốn chích là tự chích. Tại sao? Tại vì nó sẽ làm dạng gì như vậy để cho cái tăng lên cái số chích ngừa mà họ muốn thành ra cuối tháng này tức là cuối tháng 8 này thì CDC FDA có thể sẽ ra một cái kết luận rằng là chấp thuận hoàn toàn thuốc chung Moderna và Pfizer cũng như rằng dây dây Johnson Johnson trên đất Mỹ nghĩa là không phải là chấp thuận khẩn cấp nữa mà chấp thuận toàn phần thì khi đó là họ đề nghị sẽ chinh mũi booster và cái mũi booster là cái mũi tăng gần thứ ba này thì có thể rằng là quý vị sẽ tự động đi chính thôi hoặc là các nơi thì là họ sẽ làm rất là dễ dàng không cần gì hết để trong cái vị chích ngừa càng nhiều càng tốt bởi vì cái đó là cái nguồn gốc của việc chặn dịch tức là chích ngừa ừ. càng nhiều càng tốt Whatever, bất cứ từ đâu bất cứ nơi nào họ cũng không quan tâm tới Moderna hay pfizer hay cái gì đi nữa bởi vì những cái đó bên anh họ đã chích chéo rồi không dạ. sao cho nên nước mỹ có thể họ sẽ dễ dàng cái chuyện này một cái bằng chứng đó nên... là, là 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 cái lợi của chích ngừa đó là bên canada họ cũng đang sắp sửa đưa ra cái lệnh bắt buộc những người nào mà sử dụng những cái phương tiện Giao thông từ dạ. đường hàng không, đường bộ, đường thủy dạ. đều phải có chứng nhận chích ngừa thì mới được sử dụng cái hệ thống đó, phải không? Phạm Dạ vâng, tức vâng. Là bởi Canada rất là không liệu. có ông Trump <laughs> Thành ra là những người nào đi Canada thì phải cẩn thận, tức là phải có cái giấy chích ngừa dạ, thì, thì mới được nhiên, đi dạ. Bây giờ à, là bắt đầu tháng có giấy chích ngừa, dạ. chính phủ Mỹ con nói rằng là có thể sẽ hạn chế chích ngừa, sẽ đòi giấy chích ngừa trên cái đường biên giới của các tiểu bang tức yeah. là tiểu bang này đi qua tiểu bang khác bởi vì có nhiều có nhiều tiểu bang ngộ nghịch ví dụ như Florida hay Texas không yeah. có chịu ở trên thì họ sẽ lập những đường biên giới riêng nữa cho cả thứ ba nhưng mà cái này thì uh, những kẻ chống đối sẽ coi rằng đây là dấu hiệu chia rẽ dân tộc chia rẽ dân tộc tức là yeah. nếu mà không được chích ngừa thì đuổi về yeah. không cho đi qua không biên cho giới đi qua tiểu bang, ha? yeah. à, bản tin này hơi lo nè anh, anh, anh phạm cơ tức là về vấn đề trẻ em của hoa kỳ bị lây nhiễm dạ yeah, vâng à, cái con số thật sự thì nó cũng chưa có cao lắm đâu nhưng mà so với lại những cái thời gian bùng phát trước đây đó thì đang cái mức coi như là kỷ lục rồi thành ra là hiện bây giờ cái số lượng trẻ em bị à, bị lây nhiễm của covid 19 là một cái vấn đề mà báo động tại vì có hơn 2.000 trẻ em bị lây nhiễm rồi và bây giờ đó cái thời gian mà nhập học có một số học khu học tránh đã nhập học rồi có một số khu học tránh thì bắt đầu nhập học trong tuần này thì như vậy thì khi trẻ em dưới 12 tuổi mà chưa được chích ngừa có cái nguy cơ bị lây nhiễm rất là cao tại vì cái tỷ lệ trẻ em trước đây cái 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 đề kháng là như nó mạnh hay sao đó nó ít có bị giờ đây thì thấy bắt đầu phát triển rồi tại vì có lẽ là vì cái con variant delta trang anh Phạm giờ dạ thưa anh nó nó là uh, cái cái con số anh nói hai ngàn rồi đó là cái số trẻ em điều trị dạ điều trị ừ. chứ uh, nó 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 còn cái chuyện lấy là còn chắc chắn nó nhiều hơn đang đang trong cái gì dạ, điều trị. Đang, đang vô nhà thương ừ à, nếu nhiều hơn nó nhiều lắm chứ không phải là nó ít nhưng mà từ xưa người ta vẫn biết nó nhiều nhưng mà tại vì đối với trẻ em không hiểu là cái sức đề kháng của trẻ em nó giống lại vai rồi như thế nào người ta không biết nhưng mà rõ ràng là trẻ em ngày xưa rất là ít lây thì chính rồi. bây giờ cũng vậy trẻ em nhập viện con số nó có nhưng mà có thể là những đứa trẻ em đó nó có thể có bệnh nền nó có thể có những cái chuyện khác mà mình không có biết nhưng mà cái số trẻ em nhập viện là có và 2 ngàn và chiếm là 2.4% số người nhập viện đang được nhập viện để điều trị Covid-19 thì những cái tỷ lệ đó là còn phải nói rằng là uh, khá nghĩa là có chứ không phải là không có và nó không có cao thôi nhưng mà nó cũng là thuộc vào loại lớn nhất từ xưa đến nay chưa bao giờ có cho nên cái chuyện này là chuyện quan trọng và các trẻ em thì có thể bị lây và có thể phải nhập viện uh, nhưng mà cái cái tỷ lệ tử vong thì phải nói rằng là, là không có nhiều đâu thành ra quý vị nếu mà đi học được mà quý vị sợ thì quý vị có thể cho mang là uh, khẩu trang cho nó kỹ để mà đừng có lo và những cái chuyện chuẩn bị thì có lấy đi nữa thì nó cũng là sẽ không có đến nội nào bởi vì cái tỷ lệ tử vong và nhập viện ở trẻ em nó rất là thấp và nhất là trẻ em uh, ai cũng quan tâm vì dưới 12 tuổi chưa chích ngừa Nếu trên 12 tuổi chích ngừa rồi mình không nói Nhưng mà dưới 12 tuổi chưa được chích ngừa, tại sao họ chưa chích ngừa là bởi vì cái data chích ngừa trẻ em này là chưa có làm xong, tức là một số trẻ em đã được chích để mà tìm cái data có thử tỷ lệ lây như thế nào thì cái số đó đó họ chưa có báo cáo được cả Moderna cả Pfizer và Johnson Johnson. Cho nên người ta chưa chích là vì vậy chứ còn họ đang chờ cái data. Dạ. Yeah. Thực ra thì cái 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 vấn đề về chích ngừa cho trẻ em dưới uh, dưới 12 tuổi đó anh okay. trên 6 tuổi, dưới yeah, 12 vâng. tuổi đó thì rất có cái khả năng cao là chích được rồi đó Nhưng mà giống như anh nói đó Vẫn chờ, chưa có kết thúc kết cái dạ. cuộc thí nghiệm Thành ra là theo những cái vị uh, Chuyên gia về y tế họ họ, họ dự đoán nó Khoảng cuối tháng 10 đầu tháng 11 này Thì coi như cái dạ, cuộc thí nghiệm đó vâng. nó Đúng sẽ anh, hoàn tất dạ. Và trẻ em dưới 12 tuổi Có thể sẽ được chích ngừa vào khoảng tháng 10 đến tháng 11 thưa quý vị à, Bây giờ chuyển đề tài một chút xíu Để nói về tin liên quan đến Nga Thưa quý vị tin cho biết là Nga buộc tội Phi hành gia của Hoa Kỳ đã khoan lũng Cái khi thuyền xô dù của Nga. À, đây là cái sự việc xảy ra, quý vị còn nhớ cách đây không lâu thôi. thì Sau khi mà Nga đã cho phóng và dock, tức là ráp, kết nối cái trạm nghiên cứu không gian của Nga vào trong cái trạm không gian quốc tế. Rồi sau đó thì họ phát giác được là cái trạm một cái trạm khác của Nga nữa đã bị hạ áp suất vì nó xì ra. Thì giờ đây Nga không những là nhận những cái lỗi về mình mà còn đổi thừa cho Hoa Kỳ trước đây đã dùng khoan một khoan lũng cái cái phi thuyền Soyuz của Nga, anh Phạm Cơ cho biết thêm về cái vụ này. Dạ, yeah, cái vụ mà phi thuyền Soyuz ở Nga là năm 2018. Nghĩa là có tất cả ba cái vụ mà người Nga sơ sẩy. Vụ thứ nhất là vụ phóng một cái phi thuyền Soyuz lên trạm không gian quốc tế. Vừa mới phóng lên xong một cái thì người ta khám phá ra là, là cái ống phóng nó hư và các phi hành gia phải ra ngay khỏi ống phóng nếu công ty sẽ chết. Cho nên họ tắt rời cái cái phi thuyền ra khỏi ống phóng. Họa tiễn hỏa tiễn nó bay vào nổ tung còn cái phi thuyền nó rời lại xuống mặt đất và an toàn đó là cái lỗi đầu tiên ừ, rất là nguy hiểm cái lỗi thứ hai là năm 2018 trên đó trên ba ba phi hành gia thì có một phi gia hoa kỳ cái cô này uh, đi chiếc tàu nó lên thì khi mà lên ráp vào trạm quốc gian quốc tế rồi thì người ta ngay hôm sau người ta thấy áp suất nó xuống người ta mới khám phá ra có một cái lỗ bằng mũi khoan 2 cm cái lỗ cái lỗ đó ở dưới không hiểu là có khi nào nhưng mà 2 cm nó làm giảm áp suất thì mới thấy và Hoa Kỳ nói rằng là người Nga nói rằng cái này là của người Hoa Kỳ của phi gia Hoa Kỳ đi trên đó và làm cái đó hoặc là chính người Hoa Kỳ khoan cái lỗ đó để độ lỗi cho Nga nhưng mà thực sự ra Hoa Kỳ đã đưa ra cái cuộn băng video quay ở trên cái trạm không gian quốc tế ở gần đó và cho thấy rằng trong cái vùng đó không có người Hoa Kỳ đi trong cái khi mà cái phi thuyền cái vùng đó trong cái ngày mà họ khám phá ra cho nên Hoa Kỳ nói rằng cái lộ đó là do dưới mặt đất người Nga đã làm ra lỡ rồi và họ giãn tạm thời họ biết tạm thời bằng một cái giấy tờ gì đó thành ra nó đi lên được nhưng mà về sau cái tờ giấy đó nó chảy đi đó là cái lý luận của Hoa Kỳ Nga không chịu và sau cái vụ này thì uh, báo ừ. chí Hoa Kỳ than phiền nói rằng là người Nga càng ngày càng tệ lên sâu họa còn không đội nữa chỉ có Hoa Kỳ và Trung Hoa Cộng sản mà lên tới Hoa sâu họa mà thôi cho nên người nga rất là tức giận mà họ nói cô bảo chí Mỹ nó cũng đúng anh nên bây giờ họ tìm cách chống chế và đây là những bản tin chống chế và còn một phút chót chắc con chương xin đề cập tới vấn đề Việt Nam đi tại dạ vì vâng. tình trạng dạ. đang rất là khốn khổ dạ. khốn cùng ở tại Việt Nam dạ. à, theo tin mới như cho biết thì bắt đầu từ ngày 16 tháng 8 giờ địa phương tức là ngày hôm qua phải không dạ vâng. hôm nay 16 của mình dạ nhưng dạ vâng. mà Việt Nam 16 từ ngày hôm qua rồi thì Sài Gòn tiếp tục áp dụng cái lệnh phong tỏa coi như lockdown đó thêm một tháng nữa yeah. như vậy thì trong suốt hai tuần lễ ba tuần lễ vừa qua đó bị lockdown tại sài gòn vì cái tình trạng lây nhiễm tăng quá mạnh à, người dân rất là khốn đốn họ tha tháng họ bỏ sài gòn họ chạy về những cái tỉnh xa xôi thì giờ đây lại tiếp tục cô lập thêm một tháng nữa thì liệu người dân sống như thế nào anh trong khi đó thì chính phủ lúc nào cũng nói rằng là họ sẽ tìm cách để họ sẽ trợ cấp cung cấp cho người dân những người nhất là những người ở tỉnh lên sài gòn làm việc đó thì họ không còn tiền để họ trả tiền thuê nữa thì chính phủ sẽ cung cấp nhưng mà vẫn chưa thấy được cái cái cái, cái cung cấp này thành ra làm sao người ta sống đây anh Phạm Cơ? Dạ vâng, thưa dạ. anh nói như thế này, thành phố Sài Gòn lốc đau hơn một tháng rồi, hai tháng rồi lốc đau thì khi họ lốc đau là họ lốc đau toàn bộ tức là Nồi bất sức ngoài bây giờ không được đi đâu Và ngày đêm soát giấy Nhưng mà về sau thì càng ngày càng lộ rỡ, rộn Cái sơ hợp tức là khi mà làm như vậy kinh tế nó trì trệ cho nên họ thay đổi lại họ lốc đau ban đêm mà thôi ban ngày họ vẫn cho mua bán nhưng mà hạn chế mỗi một gia đình được phạt cái thẻ đi chợ một tuần một lần để mà tránh được cái đó thì bây giờ đây họ thêm một bước nữa tức là họ tuyên bố lốc đau thêm một tháng nhưng mà trong cái thời gian lốc đau đó họ chia ra hai ban ngày thì công sở giảm đi chỉ 3 phần tư chỉ giữ 1 phần tư nhân viên để công sở điều hành dĩ nhiên đi ra ngoài phải có giấy chứng nhận shipper được quyền mang hàng tới nhà của quý vị rồi đồng thời những cái chương trình khác cho đi chợ nghĩa là ban ngày thì những cái việc thiết yếu cho kinh tế và thiết yếu cho công an việc làm vẫn được mở cửa nhưng mà phải có giấy tờ để được đi lại ban đêm thì tuyệt đối không cho đi nữa thì đó là những cái thành ra cái bản tin lockdown này nó có một cái là tuy lockdown nhưng mà họ họ vẫn giữ uh -huh. cái essential tức là essential mới lúc nào à, mới cho đi lại còn mà ngoài ra là là những cái chuyện bình thường thì họ cấm để họ ấy vì sao nữa là thứ nữa là tại vì cái việc chích ngừa tại Sài Gòn nó là tiến nhanh lắm rồi nó tiến gần, gần được 50% phần trăm cho nên họ hy vọng rằng là cái chuyện chích ngừa này nó sẽ hết giống như là tại Hoa Kỳ giống như tại Anh giống như tại Liên Âu khi mà chích ngừa càng lên cao thì mọi việc nó sẽ giảm lần xuống thì đó là một trong những cái chuyện mà phải nói rằng là họ có sửa đổi và cái sửa đổi đó nó tốt cho dân chứ không phải là không, không tin là 50% phần trăm đâu anh nói là nói như vậy thôi chứ thuốc không có làm sao mà chích không họ vài triệu liều được đưa cho Sài Gòn anh thấy không Thì cái tranh vải là mình tin yeah. là tin trên cái điều không mà, mà mình có thể họ mình đoán đó đó, được dạ, là, là dạ, dạ, rất thông thông là khó mà, trong khi đó người dân họ sợ cái thuốc chích ngừa của dạ. Trung Cộng. họ không thèm chích luôn tôi tôi muốn nói một điều như thế này này thứ anh mình có rất là nhiều người quen ở Việt Nam và trên Facebook thì mình phải hỏi người đó mày chích ngừa chưa thì nhiều người nói rằng là những người quen biệt của tôi đó hầu như rằng đều cho biết rằng họ đã có chích ngừa ít nhất là một mũi những người thành đất cái tình hình chích ngừa ở tại Việt Nam mà một mũi nhất ở Sài Gòn đó, nó khá lắm chứ không phải là là đáng sợ như mình nghĩ đâu thành ra tôi hỏi rất là nhiều người quen ở trên Facebook họ đều cho biết rằng họ nhưng mà dù sao thì ngày hôm rồi. qua dạ. thì thấy cái 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 cảnh mà người dân họ đổ xô ở kéo về tỉnh đó dạ. họ lái xe mô tô họ Honda đó họ chạy về kể cả, cả miền Trung luôn dạ. rồi bị chặn lại ngay dạ. cái cái cửa khẩu đi ra ngoài đó dạ. và bắt buộc phải hết. trở lại dạ. thành ra bây giờ có nhiều người nói rằng là bây giờ tôi trả nhà trọ hết rồi dạ. không làm việc không có tiền để trả dạ. nhà trọ tôi phải trành dạ. phải trả bây giờ đây bắt chúng tôi về ở đâu đây thành ra là đó là Đưa một anh cái à, mà à, đâu đó, đó thì à, có đảng với nhà nước lo anh dạ yeah, dạ yeah. yeah, vâng yeah. Uh, thưa quý vị với bản tin vừa rồi thì chúng tôi sẽ được kết thúc cho chào bình minh sáng hôm nay và cảm ơn quý vị rất nhiều đã theo dõi mời quý vị tiếp tục với làn sóng chúng tôi sẽ quay trở lại với chương trình cà phê sáng xin chào tạm biệt quý vị Chương trình này được bảo trợ bởi công ty điện lực V247 Power, công ty điện đầu tiên của người Việt Nam với hóa đơn tiếng Việt. Nếu quý vị muốn tiết kiệm tiền điện, xin hãy gọi đến công ty điện lực V247 Power 1855-990-9000, 1855-990-9000 hoặc v247power.com. Vinashop 1855-855-5888 1855-855-5888 Hãy tạo sự khác biệt khi gửi tặng người thân, gia đình và bạn bè Một món quà không thể thiếu với mỗi người Việt đó chính là dầu vàng thiên tế Vinashop 1855-855-5888 Oyster Max Go Sản phẩm dành viên cho phái mạnh Bổ thận tráng dương tăng cường khả năng nam giới Bảo vệ hạnh phúc gia đình VinashopTV.com 1855-855-5888 Ngôi chợ Á Châu tốt nhất tại Hoa Kỳ kể từ năm 1982